Thực hiện các hoạt động tháng công nhân năm 2022 với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Nhiều hoạt động trong các đơn vị công đoàn thuộc ngành công thương đã diễn ra sôi nổi như hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đối thoại giữa người đứng đầu doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân, hoạt động tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Công đoàn ngành công thương Việt Nam đặt mục tiêu thông qua các hoạt động tháng công nhân năm 2022 sẽ tăng cường truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế sau tác động của đại dịch COVID-19.